Loa karaoke giá 8x giảm xuống chỉ còn 5x. Chưa hết đâu, sẽ còn được tặng kèm thêm loa karaoke mini như thế này nè, nhỏ gọn xinh xắn đó, bạn không nghe lầm đâu. Thì hiện tại bên mình đang có chính sách thanh lý loa karaoke cuối năm á. Đây, thì tình trạng của những mẫu loa này đều là loa mới nha, loa trưng bày nên nó chưa có qua sử dụng, chưa qua tay ai luôn đó, chỉ để là trưng bày để mình test loa thôi. Đây, hiện trạng con này rất là mới luôn. Thì con này là Đức 15 Super. Con này thì một năm trước thì con này khá là hot luôn, bởi vì cái âm thanh cũng như là karaoke của nó rất hay luôn mọi người. Thì con này là bát 4 tấc nha, một bát một chép, công suất của nó là 600W nha. Đây. Đó, thì tí nữa mình sẽ test thử cái karaoke cũng như là cái âm thanh của loa này cho mọi người được nghe thấy nha. Và bây giờ mình sẽ quay cái hiện trạng cái loa này cho mọi người được rõ về cái tình trạng của cái loa Rosin Đức 15 Super này nha. Số lượng có hạn nha, chỉ còn hai con duy nhất thôi. Ai nhanh tay thì có mà chậm tay thì không có nha. Thì mình sẽ để số điện thoại dưới đây. Đó, mọi người cứ liên hệ qua số này để chốt cái loa Rosin Đức 15 Super này nha. Ok.